Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời lượng dành cho bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bắc Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc ở khu dân cư giai đoạn 2003-2023. Trong 20 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn toàn huyện, đã được cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị mà Mặt trận Tổ quốc các cấp là nòng cốt quan tâm triển khai sâu rộng đến từng thôn bản, khu dân cư và hộ gia đình, được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng và thu được nhiều kết quả có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Thông qua tổ chức ngày hội, những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc đã được gìn giữ và phát huy. Đó là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của quê hương, góp phần củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo huyện Bắc Quang và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo, đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở cơ sở bằng các phong trào cụ thể, phù hợp với điều kiện đặc trưng của từng thôn bản. Tiếp tục triển khai thực hiện một cách quyết liệt, có hiệu quả các nghị quyết và chỉ thị về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, làm tốt công tác phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền để thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Ngày 16 tháng 5, đồng chí Phạm Duy Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xí Mần đã có buổi làm việc với lãnh đạo các xã, thị trấn và một số ngành liên quan để triển khai đợt cao điểm về hướng dẫn công dân thu nhận căn cước công dân, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNEID. Trong thời gian qua, việc tổ chức tuyên truyền hướng dẫn công dân thu nhận căn cước công dân, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử cơ bản được các cấp, các ngành, đoàn thể huyện quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng. Theo số liệu từ đến ngày 10 tháng 5, tỷ lệ thu nhận căn cước công dân trên địa bàn huyện đạt 97,6%, đăng ký tài khoản định danh điện tử đạt 28,1%, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 5%. Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Duy Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Xí Mần yêu cầu các xã, thị trấn, các ngành cần quyết tâm hơn nữa, cần đưa nhiệm vụ trong thực hiện đề án 06 và nghị quyết chi bộ linh hoạt trong việc hỗ trợ nhân dân làm thủ tục, rà soát, nắm chắc số công dân trong độ tuổi cũng như làm rõ nguyên nhân số công dân chưa làm căn cước công dân. Phần đầu đến ngày 10 tháng 6 năm 2023 đạt trên 80% đăng ký tài khoản định danh điện tử, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNEID trên địa bàn huyện. Chiều ngày 16 tháng 5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền 5 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong thời gian tới. Trong 5 tháng đầu năm 2023, các cơ quan trong khối tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội đã bám sát vào định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, thông tin tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn. Các hình thức tuyên truyền cũng được nâng cao và thường xuyên đổi mới như thông qua hội nghị tiếp xúc, đối thoại, mặt trận lắng nghe nhân dân nói, tọa đàm, các buổi lễ kỷ niệm, sinh hoạt chi bộ, họp thôn, tổ dân phố, thông qua loa truyền thanh của thôn và loa không dây, tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook, Fanpage. Phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Đồng Văn tiếp tục thực hiện tuyên truyền việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020-2025, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm tham gia các cuộc thi như giải báo chí về xây dựng đảng, cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023, tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Sáng ngày 17 tháng 5, Trung tâm Chính trị huyện Quang Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2023. Tham gia lớp học có 80 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cơ sở trực thuộc. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được học tập trao đổi các nội dung lý luận thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, nắm rõ về chính trị ở Việt Nam, những vấn đề về công nhân và công đoàn, những nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn ở cơ sở. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản giúp cán bộ công đoàn nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh, phát triển. Sáng ngày 16 tháng 5, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị và Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bắc Mê phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức lễ khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa 41 năm 2023. Tham gia lớp học có 60 học viên. Trong thời gian 1 tháng, học viên sẽ được truyền đạt 18 chuyên đề về những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng, lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vấn đề công nghiệp hóa, nhiệm vụ trọng tâm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mô hình tổng quát của thời kỳ quá độ, vấn đề quốc phòng an ninh, đối ngoại trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thông qua khóa học sẽ giúp các học viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, bản lĩnh, đạo đức cách mạng, năng lực công tác, từ đó vận dụng vào thực tế công tác và cuộc sống, tích cực tham gia cùng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ. Ngày 15 và ngày 16 tháng 5, Công an huyện Vị Xuyên đã tổ chức hội thi trưởng Công an xã thị trấn giỏi năm 2023. Đây là hội thi điểm được Công an tỉnh lựa chọn để các huyện, thành phố học tập rút kinh nghiệm. Tham gia hội thi có 23 thí sinh là trưởng Công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các thí sinh đã cùng trải qua 3 phần thi gồm phần thi giới thiệu bản thân, tình hình đặc điểm địa bàn, những kết quả nổi bật của cá nhân và đơn vị đã triển khai thực hiện từ khi thành lập đến nay, phần thi trắc nghiệm trên máy tính, tìm hiểu về nghiệp vụ cơ bản, các kiến thức tổng hợp. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng với sự bản lĩnh tự tin, các thí sinh đã thể hiện tốt những kiến thức nghiệp vụ trong xử lý các tình huống vừa hợp tình hợp lý, vừa thể hiện được trình độ tác phong làm việc của lực lượng công an, vừa gần gũi hết lòng vì nhân dân. Đến với hội thi ngày hôm nay để chuẩn bị tốt cái nội dung này thì chúng tôi đã tổ chức ôn luyện về kỹ năng, về nâng cao cái nghiệp vụ, am hiểu pháp luật về nghiệp vụ và chính trị để góp phần nâng cao cái chất lượng của hội thi. Hội thi là dịp cho các đồng chí trưởng công an các xã thị trấn tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức về chính trị, pháp luật, không ngừng nâng cao nghiệp vụ công tác, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao. Thì qua 2 ngày thi thì nhận thấy là các đồng chí thí sinh đã thể hiện được cái bản lĩnh, khả năng và diễn thuyết, thuyết trình của mình, và qua đó đã có rất nhiều đồng chí là thể hiện được cái trình độ về kỹ thuật, về nghiệp vụ cũng như là cái kỹ năng về xử lý, điều hành cũng như là công tác thuyết trình. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thiếu tá Lý Văn Quỳnh, trưởng công an thị trấn Vị Xuyên, giải nhì cho thiếu tá Hoàng Trung Tuyến, trưởng công an thị trấn Việt Lâm, giải ba cho thiếu tá Mai Trọng Hiếu, trưởng công an xã Lao Trải. Đây cũng là 3 thí sinh xuất sắc đại diện cho huyện Vị Xuyên tham gia hội thi trưởng công an xã thị trấn cấp tỉnh thời gian tới. Ngày 17 tháng 5, Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc phối hợp Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Giang tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các tuyên truyền viên cơ sở thực hiện công tác giải quyết việc làm trên địa bàn. Chương trình tập huấn được chia làm 3 đợt với 467 học viên tham gia. Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh giới thiệu bộ luật lao động, chính sách về bảo hiểm thất nghiệp, các chính sách về việc làm của nhà nước, hỗ trợ người lao động, thông tin về tuyển dụng lao động trong nước và nước ngoài, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về giải quyết việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh, nâng cao thu nhập cho người lao động. Thông qua tập huấn, các tuyên truyền viên ở cơ sở được trang bị thêm các kiến thức cũng như kỹ năng tuyên truyền, tư vấn cho người lao động về thông tin thị trường trong và ngoài nước, qua đó làm cầu nối định hướng, hỗ trợ cung cấp thông tin, giải đáp các thắc mắc, giúp người lao động nắm rõ các quy định và an tâm hơn khi đăng ký lựa chọn công việc ở nước ngoài phù hợp với năng lực, nhu cầu của bản thân, tạo cơ hội cho người dân đi làm tại các công ty, doanh nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, ổn định đời sống. Ngày 17 tháng 5, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức phiên họp chuyên đề thông qua các thành viên Ủy ban nhân dân thành phố về nội dung dự thảo đồ án quy hoạch chi tiết khu vực tổ 8 phường Ngọc Hà thành phố Hà Giang. Tại phiên họp, đơn vị lập quy hoạch là công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Hà Giang đã trình bày thuyết minh tóm tắt quy hoạch chi tiết khu vực tổ 8 phường Ngọc Hà. Với tổng diện tích khu vực nghiên cứu quy hoạch là trên 10 hecta, khu vực nghiên cứu với chức năng mở rộng quỹ đất để xây dựng khu nhà ở và khu đất phát triển đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, không gian xanh được đầu tư đồng bộ và hoàn chỉnh, đáp ứng tiêu chí đô thị loại 2 trong tương lai. Trên cơ sở đó, các thành viên dự họp đã tham gia nhiều ý kiến liên quan đến lĩnh vực chuyên môn và tính khả thi của đồ án khi triển khai cần phù hợp với điều kiện thực tế và mục tiêu xây dựng cũng như các phương án quy hoạch phải đáp ứng yêu cầu đặt ra. Kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu đơn vị lập quy hoạch cần tiếp thu các ý kiến, nghiên cứu chỉnh sửa lại nội dung đồ án, đưa ra thêm phương án phù hợp với nhu cầu và mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tiếp tục xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy trong thời gian tới. Chiều ngày 16 tháng 5, Công an huyện Hoàng Su Phi phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Tân Tiến tổ chức ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại thôn Tân Tiến 2. Mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy được triển khai tại thôn Tân Tiến 2, xã Tân Tiến gồm 7 hộ dân liền kề tham gia.
mỗi hộ được bố trí một đầu báo cháy và ít nhất một bình chữa cháy. Tổ có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định về phòng cháy chữa cháy, nắm tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, kịp thời phản ánh với Ủy ban nhân dân, công an xã để xử lý, tuyên truyền vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, tổ chức lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, ngoài ra còn tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy khi được cấp có thẩm quyền huy động. Việc xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy, củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy ở địa bàn dân cư theo phương châm 4 tại chỗ. Trong những năm gần đây, nuôi thỏ được nhiều hộ dân ở xã Sủng Thài, huyện Yên Minh chọn là mô hình chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như gia đình anh Hờ Mí Pó, thôn Lùng Pủng B, xã Sủng Thài, được biết đến là một hộ nuôi thỏ đạt hiệu quả cao. Từ năm 2019, anh Pó bắt đầu bén duyên với nghề nuôi thỏ. Ban đầu anh mua một con thỏ đực và một con thỏ cái về nuôi để nhân giống. Do mới nuôi nên chưa có nhiều kinh nghiệm, anh đã gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ chịu khó học hỏi, áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi, sau 3 năm miệt mài gây đàn, từ một đôi thỏ giống ban đầu, đến nay anh Pó đã nhân số lượng đàn lên hơn 200 con. Trung bình mỗi tháng, anh bán ra thị trường khoảng 20-30 con thỏ thịt và thỏ giống, thu về từ 8 đến 10 triệu đồng. Đối với việc nuôi thỏ này thì cũng rất là dễ thôi, không khó. Và với hiệu quả kinh tế, cái con thỏ này thì nó sẽ cao hơn, và cao hơn tất cả các con vật khác. Và cái bệnh tật thì cũng ít bệnh tật, thu nhập thì nó ổn định. Theo anh Pó, nuôi thỏ quan trọng là phải nắm được kỹ thuật. Thỏ sinh sản khá nhanh, trung bình khoảng một tháng đẻ một lứa, mỗi lứa từ 5 đến 6 con. So với chăn nuôi lợn gà thì chăn nuôi thỏ có lãi hơn nhiều. Trong khi đó, thỏ ít bị bệnh, ăn ít, không kén thức ăn. Có thể tận dụng các loại thức ăn sẵn có như các loại lá cây, rau, củ quả và cám ngô. Các vị chính quyền xã đang nghiên cứu và trong cái thời gian tới là mở rộng cái mô hình chăn nuôi thỏ này để cho các thôn khác và các cái hộ khác để tăng thêm cái thu nhập cho người dân. Từ mô hình chăn nuôi thỏ của gia đình anh Hờ Mí Pó đã mở ra cách làm ăn mới cho người nông dân trên địa bàn xã Sủng Thái nói riêng và người nông dân trên địa bàn huyện Yên Minh nói chung. Hiện nay gia đình anh Pó mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của các cấp, các ngành tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm và tạo điều kiện để anh được tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi nhằm mở rộng quy mô chăn nuôi thỏ, góp phần tăng thu nhập và tạo việc làm cho lao động ở địa phương. Thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì đã trở thành một điểm sáng về phát triển du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân nơi đây. Với độ cao khoảng 1.200m so với mặt nước biển và khí hậu mát mẻ quanh năm, thôn Nậm Hồng thu hút du khách bằng vẻ đẹp kỳ vĩ của những dãy núi uốn lượn, mây phủ trắng rừng. Kể từ khi được tuyên truyền chính sách phát triển du lịch của tỉnh, thôn Nậm Hồng đã thấy được tiềm năng và bước vào con đường phát triển du lịch cộng đồng. Hiện nay, thôn có 12 hộ dân làm du lịch cộng đồng và 4 khu nghỉ dưỡng mang lại tổng doanh thu từ du lịch cộng đồng mỗi năm lên tới hơn 3 tỷ đồng. Và đây cũng là thôn duy nhất trên địa bàn huyện có tổng doanh thu lớn nhất từ phát triển du lịch cộng đồng. Cũng mong sự trang trợ của Đảng, chính quyền, địa phương, xã và tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ một chút cái kinh phí hoặc là cái đường nước xấu. Cho nên là đường không lên được xe 29 chỗ thì cũng mong muốn sao là chính quyền địa phương ta tạo điều kiện giúp đỡ thôn chúng tôi. Thôn Nậm Hồng không chỉ được công nhận là làng văn hóa du lịch cộng đồng mà còn được khách du lịch trong và ngoài nước biết đến nhiều hơn. Bà con ở đây cũng như là những cái thành viên của gia đình mình, người ta lúc ban đầu là cũng chưa tin tưởng là có thể làm du lịch tại nhà mình hoặc là tại quê hương của mình. Nhưng mà thông qua những cái thời gian mình hoạt động dần dần thì gia đình cũng như là bà con ở đây người ta cũng nhận thức được là chính cái mảnh đất quê hương của mình cũng có thể làm du lịch được thông qua những cái nét văn hóa cũng như là những cái phong cảnh tự nhiên ở nơi đây mình đang sinh sống. Trong những năm gần đây thì chúng tôi cũng mở rộng dần dần là bây giờ là cũng như là làng Giang và Phìn Hồ, Giàng Thượng là đều có những cái homestay, cái kiểu nhà truyền thống khách rất là thích. Thì chúng tôi cũng hàng năm cũng ban hành cái kế hoạch để tiếp tục duy trì cũng như là đặc biệt là quan tâm quản lý đến cái việc phát triển du lịch, không để phá vỡ cảnh quan môi trường
cũng như là không để phát triển ồ ạt quá làm hỏng đi cái cảnh quan môi trường cũng như là du lịch trên địa bàn xã. Thành công của người dân làm du lịch cộng đồng ở thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên chính là công tác vận động, tuyên truyền về chính sách phát triển du lịch. Từ đó, cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương để phát triển du lịch. Nhờ đó đến nay, thôn Nậm Hồng đã trở thành điểm sáng của huyện Hoàng Su Phì về phát triển du lịch cộng đồng, tạo sinh kế bền vững cho bà con nhân dân, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.